Hello tất cả anh em nha, và chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là Bilsugi đây. Và chào mọi người quay trở lại với cái series mà Bilsugi cho URL anh em ơi. Thì hiện tại là mình đang có mặt trên server BB nha. Thằng Mundo này anh em ơi, Cái thằng đầu tiên mà mình chiếm được mất máu nè. Còn ba thằng này thì thôi chứ, thôi nghỉ game thôi anh em ơi. Tầm này chiếm mất máu gì nữa. Đây là đang bị bung nha, team nó đều bị bung hết. Team nó có bạn nè, Amumu với lại Garen với lại là Gna. Bốn thằng này đã bất tử nha. Đây, chém cho anh em xem nè, không mất được một chục máu. Và cái bung này nó sẽ có bốn cách để anh em có thể giết được nó nha. Thứ nhất là trụ bắn, thứ hai là quái bắn, thứ ba là quái lớn bắn như là Baron hay là Ron các kiểu anh em ơi. Còn thứ tư là mình sẽ lên có móc diệt thủy quái nha. Là cái đòn đánh thứ ba của móc diệt thủy quái nó sẽ gây mất máu đường chút với mấy thằng này, với mấy thằng cái bị bung rồi nè. Thì hiện tại là trên tại chế độ URF thì thằng nào nha anh em ơi, tất cả luôn á đều lên móc diệt thủy quái cả, từ AB, AD, tăng hay là cả mấy thằng tóc đánh á đều lên móc diệt thủy quái kìa anh em ơi. Tại vì lên mấy cái món đó mới có thể giết được mấy thằng này, còn không á là nó cứ bất tử thôi, chủ bắn hoặc là quái bắn á thì mới giết được. Trời ơi, xem kìa, cái này chém cho vui đi chứ đánh lộn gì nữa. Giờ đi phân quái thôi á. Đẩy quái trước nó thôi anh em ơi. Team bạn nha, là nó mình đánh đó là được chỉ mỗi Mundo là mình giết được nha. Còn bốn thằng á, thằng Bạt, thằng Garen, thằng Amumu với lại là thằng Gna, là bốn thằng đó là bất tử. Còn team mình á là được mình với lại là con Bạt team mình nha, mình là Zone đó. Thì team bạn là bốn thằng bất tử, còn mình là hai thằng thôi em ơi. Nên nhìn gọi là sương sương qua cái thế trận này cũng như cái lực lượng nữa là biết là team trận này mình thua rồi đó, thua chắc luôn nha. Tại vì team bạn bốn thằng hắc, team mình có hai thằng à, sao mà đấu lại đây. Ok, và nếu như mà anh em muốn làm gì nữa thì cứ bình luận ở phía dưới nha, mình sẽ cố gắng mình thực hiện hết từng cái ý tưởng của anh em. Thank you anh em nhiều nha. Tại vì bung BB này nè thì lâu lâu nó mới có thôi, mình qua mình test mấy cái bung này cho anh em xem cho nó gọi là mở mang tầm mắt, với lại là mình cũng muốn chơi thử mấy cái bung này nó thử như thế nào. Đây không phải là hack nha, đây chỉ là lỗi game của Riot, và mình chơi trên server này tất nhiên là mong muốn Riot fix lại rồi. Tại vì đây là server thử nghiệm mà, mình phải thử chứ đúng không anh em ơi. Rồi Riot thấy lỗi á rồi mới fix được, cũng giống như là trong đó chơi chân lý hoặc là liên minh thôi, tất cả đều có lỗi cả. Xong rồi Riot thấy mấy cái clip rồi nè, Riot thấy nó có lỗi nó mới fix lại thôi. Cái này chiếm vui đi chứ, chừng nào mà mình lên được đồ lớn á nha, lên cái bốc diệt á thì chiếm mới được mất máu. Thôi là giờ đi phân quái thôi. Thằng Garen với lại thằng Bạt đã mất máu á là tại vì quái đánh nó nha anh em ơi. Quái đánh nó đó chứ không phải mình đánh đâu. Anh em nào muốn làm gì về server BB cũng như là mod skin gì thì hãy cứ bình luận nha, thank you rất nhiều. Và anh em nào xem nó hay và muốn ủng hộ cho mình thì đừng quên để làm một like và đăng ký kênh nào, cũng như bấm cái chuông nha. Động lực rất là lớn luôn để cho mình tiếp tục thực hiện những video thật là chất lượng hơn mỗi ngày và gửi tới cho tất cả anh em xem nha. Trận này thì mình và mình test bung cho vui thôi anh em ơi. Còn nếu mà muốn thắng cái này thì không thể nào mà thắng nổi cả, mình nói thiệt với anh em luôn á. Tại vì team bạn là bốn thằng bất tử nha, và cái thằng duy nhất không bất tử team bạn chính là cái thằng đạo bồi Mundo. Mà anh em nghĩ đi, chỉ cần thằng Mundo nó lên full tăng một cái thôi á là team bạn năm thằng bất tử rồi, năm thằng rồi anh em ơi. Mundo full tăng kết hợp với 14 thằng bất tử thì chơi gì nữa. Team mình thì chỉ được có hai thằng thôi. Mình đang cố gắng mình farm thiệt là lẹ nè anh em ơi, để về nhà mình mua cái móc gì cái để chém mấy đạo bồi này cái chứ, để nó tung hành như vậy thì cũng nhìn ngứa mắt thật chứ. Chiếm gọi là muốn gãy cái tay, gãy bàn phím luôn anh em. Thật, cái bàn phím mình sắp hư rồi đó. Hồi bữa giờ chơi URF là thấy cái nút Q của mình nó hơi bị liệt rồi đó anh em ơi. Nút Q với lại là nút E, mình thấy hai cái nút này nó hơi bị liệt rồi đó. Với lại con chuột nữa, con chuột mình bấm nó, nó đi nó không có vững rồi. Nó đi nó cứ giật rồi. Xì bang quá mà. Đó, đẩy quái, nào đẩy quái trước nó nhiều tiền. Anh em thấy team mình là chỉ mới có ăn được một mạng không? Còn team bạn là ăn 4 mạng, tại vì team bạn á bất tử hết mà. Còn đầu bồi Mundo kia anh em giết nó kiểu gì đây? Với lại là mình mạng đầu tiên á là mình giết luôn mà. Rồi. Thôi bỏ đi anh em. Đi phân quá thôi. Mày đừng có đi trước mặt tao nữa coi. Tao không giết được mày, tao ngứa mắt chứ. Thôi về cái chưa đủ anh em ơi. Nè nè. Farm nốt đợt này nữa mới đủ.
Ở bên đây thì rất là nhiều bung nha anh em ơi, bung đi xuyên tường nè, bung bất tử nè, bung one shot nè, rồi còn những cái bung khác, nhưng mà cái bung nó nhỏ hơn và cũng như là không tác động quá nhiều đối với cái trận đấu, như là bung bất tử này hoặc là bung one shot á. Mấy cái bung đó thường là đến về tướng hoặc là kỹ năng các kiểu á thì nó không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng mà đối với cái bung bất tử với lại là cái bung one shot thì đây là hai cái bung mà là ảnh hưởng tới trận đấu rất là nhiều. Mình có làm bung one shot với ui thằng này nó lên cái mốc diệt rồi nên mới nó đánh mình đau quá. Cái đam có thể gây đam duy nhất là đến từ cái nội tạng của mốc diệt nha em ơi. Cái đòn đánh thứ ba đó nó gây sát thương chuẩn thì mới có đam được. Đây bố mày có rồi nha. Thằng Mundo này là cái thằng gọi là không bất tử duy nhất ở trong team bạn nha anh em. Ok mừng quá, được xuống tay với team bạn. Đúng rồi anh em ơi, thằng này cũng bất tử mà mình chém nó hơi bị lầy luôn á. Đây mất máu rồi nha con, mất máu rồi nha con. Mày lên này chiếm không đâu chút nào á anh em, này chiếm tao hài. Ê Mundo nè, giết được giết được, cho đi giết Mundo cái coi. Thằng bạc tránh ra đó. Ê thằng bạc nó cũng đang lên cái mốc diệt kìa, thấy không anh em ơi. Bây giờ cái trend tại URF á là AB, AD, support, top, rừng hay là tóc đánh gì á đều phải lên mốc diệt tỷ quá nha, tại vì không lên á là không có chơi được game. Không lên là không chơi được game. Cái con rồng cũng là cái con mà có thể đánh được mất máu nè, blue nè, red nè, hoặc là baron anh em ơi, thì mấy con này là đánh mất máu hết được đó nha. Ủa đau quá bạn, đau quá đau quá. Ồ cái món gây đam thứ hai hình như là cái mặt nạ sao quá đi mơ, đốt nè, đốt được đam nè. Con lợn này mình xin nhá, mà cái giết được ta đâu mà mày vô đầu hàng đi giờ. Thôi 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 thôi, để tôi gánh được, tôi gánh được anh em cứ chơi đi. Tại vì team mình là chỉ có mình với con bạch bất tử thôi, còn ba thằng kia nó hơi bị nản á, tại vì nó không đánh được móc máu mấy anh kia, với lại là nó cũng bị giết hoài à, nên nó cũng hơi bị nản á. Nè chơi cái này thì anh em không cần lên chiến mạng hay lên cái đầu bồi gì cả, anh em chỉ cần lên full tốc đánh cho mình, tại vì anh em càng kích hoạt được nhiều cái mốc diệt này á thì càng có đam thôi, chứ chí mạng hay là các kiểu gì á thì nó cũng không có không có đam đâu nha anh em. Thằng Mundo là cái thằng duy nhất mà có thể giết được à, mà nó trâu quá vậy. Này nó trâu quá đi mới, cái thằng giết được duy nhất team bạn là cái thằng trâu bò nhất nữa chứ. Lại đây thì đốt cũng được nè anh em. Không chết à? Ok, thì đốt cũng được đem nha. Hình như thằng Amumu tên bạn á. Ở đâu? Ui, Grenade quăng đâu vậy? Ui, tại sao vậy? Sao nó không quay lại chói ta? Ê cho mình là được rồi. Hình như là ngồi cái mốc diệt này là còn cái mặt nạ nữa hay sao anh em ơi. Tại vì mình thấy con Amumu nó lên cái mặt nạ nó gây đam được kìa. Hợp lý vậy. Rồi đầu hàng cái gì sớm như các bạn. Chơi tiếp đi. Mình chưa test đã mà team mình nó nản rồi anh em ơi. Gọi là team mình không giết được cũng không có làm gì được hết đó. Hơi nản rồi đấy. Mày solo mình xin nhá. Thằng này nãy nó giết mình anh em ơi. Lại đây con lợn này không hiểu à, đừng có chạy nữa, hai thằng bất tử với nhau mà còn chạy nữa, đứng nói solo đi lại ông nội luôn á trời. Hai thằng bất tử nha mà nó còn chạy nữa thôi chứ, đánh cẩn thận gì ba, không hiểu luôn á. Cái bản ngọc mình đang mang cho Johnny nha anh em ơi, là cái bản ngọc
phải gọi là tốc đánh siêu cấp luôn, đó chính là nhiệt độ chết người. Thật sự là giờ mình cầm UREF BBE là con này mình cũng mang các bạn này cả. Để kích hoạt tốc đánh cho nó nhanh đó. Ê, đâu. Xin lỗi. Căng ấy. Rồi ok. Đó, lên đồ kiểu gọi là mắc binh tại chế độ này nha. Là đây. Mày chính là cái thằng duy nhất mà tao có thể giết được. Đừng có chạy nữa, hai thằng bất tử mà solo với nhau đây. Mày nè. Đánh chì vãi cái đấy à. Mundo, lại đây, đừng có chạy nha. Đứng đánh solo đi bạn. Nhìn nó cũng trâu vờ lờ luôn, mình cũng nản quá anh em. Nhìn Mundo kìa, thấy nó. Ủa đau quá vậy? Mày, lại đây. Mày, tụi bất tử mày mạnh hả? Giết mình luôn á, này luôn. Này nó không có cách nào để đi giết mình rồi anh em ơi. Nhìn nó kìa. Ê. Ok. Ủa. Chọt đâu thế các bạn Garen này. Grenade 90 anh em ơi. Nãy giờ mình vẫn chưa giết được nó. Ai bay vậy? Nhưng mà mình không có đánh nó đâu nha. Đánh giờ này cũng bất tử nhìn chán quá anh em. Ê, cái thằng này nó mạnh lắm nè anh em ơi. Mình đang kiếm Mundo mình giết. Ở dưới đó luôn hả? Cái gì vậy bạn? Tôi chưa làm gì bạn ấy nha. Tôi chưa làm gì bạn luôn á nha. Mundo đâu rồi anh em ơi? Mundo đâu rồi? Nó trốn luôn rồi, Mundo nó trốn luôn rồi. Nó không ra cho mình giết mà. Hello. Một thằng thôi, một thôi. Đại ca. Đau quá. Ấy à, ôi xong luôn. Thằng này nó mạnh lắm anh em ơi. Cái thằng Grenade là cái thằng mà có thể kích hoạt cái nội tại của cái móc diệt gọi là mạnh nhất luôn á. Tại vì có thêm W nữa. Tao đốc chạy nữa, ai đỡ đây. Thua rồi đấy. Team mình có mỗi mình với ông Bạch là bất tử à. Gánh không nổi. Với lại là Bạch tốc đánh thì nó cũng không có mắc binh bằng Grenade tốc đánh cho lắm anh em ơi. Con Grenade này đúng là sinh ra để lên tốc đánh mà. Nó quăng ai chịu nổi trời. Mình thì cố gắng đến đây thôi anh em ơi, là hết sức rồi đó. How can you play alone? Lâu lâu mày mới được cái búp này mà, sorry. Lâu lâu mới được cái búp này anh em ơi, chứ đâu phải là được hoài đâu. Mình cũng muốn chơi thỏa sức mình chứ. Mày nè. Rồi mày vô đây là mày sai rồi đó. Mày vô đây là mày sai rồi đó. Mày vô đây là mày sai rồi đó. Mày tôi bất tử hả? Tên bạn bê nát ba cái trụ nhà lính rồi anh em à. Đếp nhà không nổi luôn. Đếp nhà không nổi luôn. Đau quá vậy. Yorin lên múc diệt nắm đau quá. Thôi thua anh em ơi. Ok về GG tất cả đi nha. Tại mình đang hẹn lần sau. Hãy chắc rằng nhớ like và sẽ ủng hộ cho mình nhé. Bye bye. Để solo nốt với này cái. Ôi còn bay vào. Mình xin dưới này luôn. Ok. Này luôn. Dưới luôn. Ok vậy GG tất cả đi nha. Bye bye.